Hello mọi người, đúng như là tiêu đề của video thì ngày hôm nay Ru sẽ swatch trên hai nền da khác nhau để mà giới thiệu đến mọi người bốn màu son tông trầm, giá rẻ và không bao giờ lỗi mốt. Và bốn em son mà Ru giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay thật ra nó nằm trong một cái hộp quà mà Ru được Watson gửi tặng. Đây. Thì không chỉ có son đâu mà trong này còn có cả cushion, có cả kem chống nắng, có cả phấn phủ, có cả chì lông mày nữa. Bên cạnh bốn màu son mà Ru chọn ra để swatch hai màu da thì các em còn lại Ru cũng chỉ mới test nhẹ nhẹ, sơ sơ thôi. Bởi vì Ru rất là muốn sau khi video này kết thúc, Ru cũng sẽ giveaway cho mọi người. Và cũng nhân cơ hội này, Ru muốn giới thiệu với mọi người một chương trình khuyến mãi sắp tới sẽ có mặt tại Watsons. Cụ thể là từ ngày 6 tháng 8 cho tới ngày 8 tháng 8 khi mà các bạn shopping online ở trên website hoặc là trên app của Watsons thì các bạn sẽ nhận được vô vàng khuyến mãi. Cụ thể là sẽ có rất là nhiều deal đồng giá 8.000 nè, 88.000 nè, 188.000 hoặc là 288.000. Có rất nhiều deal độc quyền cũng như là flash sale rất là hấp dẫn, cũng như là được free ship toàn quốc. Bên cạnh đó thì Watsons cũng sẽ gửi tặng cho các bạn đang xem video của Ru một cái mã để mà được giảm thêm 10% nữa. Ru sẽ để cái mã đó ở đây, mọi người có thể lưu lại nha, để mà bên cạnh chuyện được giảm giá thì còn được giảm thêm 10% nữa khi nhập mã. Nói qua một xíu về bốn em son mà Ru sẽ swatch cho mọi người ngày hôm nay thì bốn em này thật ra mà nói không phải là bốn em son kiểu mới ra gần đây mà cũng đã ra được một thời gian rồi. Và mặc dù không phải là được ra mắt gần đây nhưng mà những màu son này Ru đánh, Ru cảm thấy là nó hợp trên cả da trắng lẫn da ngăm của Ru, cũng như là dễ phối đồ. Trước khi vào video thì các bạn đừng quên cho video này một like, bởi vì như Ru có nói hồi nãy đó, Ru sẽ đánh trên hai nền da là da trắng và da ngăm. Màu son đầu tiên Ru swatch cho mọi người là Lemonade màu số 6. Em son này là một tông cam cháy khá là trend và cũng khá là hợp với mùa hè ha. Em này nếu như mà mình đi phơn phớt lòng môi thì sẽ ra một tông cam nhẹ. Tuy nhiên, Ru thì thích đi full môi chồng nhiều lớp lên cho đúng với chủ đề son tông trầm của video này. Trên nền da trắng các bạn để ý là em son này ngã về cam cháy khá là rõ ràng luôn và không có gì để bàn cãi. Tuy nhiên, cái điểm đặc biệt là nằm ở da ngăm. Tông son đã trở nên trầm hơn một chút, ngã về tông cam nâu, nhìn rất là tây luôn. Từ ngày 6 tháng 8 cho tới ngày 8 tháng 8 thì Watson sẽ sale em son này 30%, cho nên giá bán chỉ còn có 132.000. Và nếu như bạn nhập mã giảm 10% thì tính ra chỉ còn có 118.000 cho một em thôi. Em son tiếp theo Ru swatch cho mọi người là Black Rouge thuộc cái dòng Cream Matte và đây là màu nâu đậm thuần. Thật ra mà nói, với những bạn đã quen với cái chất son Velvet của Black Rouge thì khi mà chuyển sang chất son này bạn sẽ cảm thấy hơi khô và hơi dày. Tuy nhiên, nếu như bạn chịu khó dưỡng môi thì các bạn sẽ thấy là đánh em son này không quá khó khăn như mọi người nghĩ. Và đây chính là cái điểm đặc trưng của dòng son này. Bởi vì khi mà chụp hình có flash thì các bạn để ý là đôi môi mình sẽ không bị bóng và lên hình thì nhìn rất sang và rất cổ điển. Trên nền da trắng thì em ấy là một cái tông nâu đậm thuần. Khi chuyển sang da ngăm thì sắc son lẫn vào trong tông da, cho nên là cái màu son trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Cũng là nâu nhưng mà đã có phơn phớt thêm ánh đỏ, nhìn rất là thời thượng. Em son tiếp theo cũng đến từ nhà Black Rouge, đây là tông đỏ nâu đậm. Mặc dù đã ra mắt từ lâu nhưng mà em son này nhìn lại thì có cái lớp vỏ tím, nhìn khá là hợp trend màu tím. Ngược lại với em son hồi nãy thì chất son Velvet khi mà bạn nhìn sơ đó thì bạn sẽ thấy là nó hơi mọng nước một chút, chứ nó không lì 100% ha. Và một lưu ý cho mọi người là cả bốn em son xuất hiện trong video này á thì đều có mùi. Tuy nhiên cái mùi của Black Rouge A12 thì hơi nồng một chút, nồng mùi nho. Trên nền da trắng thì màu son này lên sậm và huyền bí. Còn trên nền da ngăm thì sắc son trầm hơn, cho nên nhìn nền nã và có một cái gì đó khá là tây. Và em son cuối cùng trong video này mà Ru swatch cho mọi người chính là Merzy với lớp vỏ màu xanh rất là bắt mắt. Em này là màu đỏ gạch và trên nền da trắng thì em ấy sẽ lên khá là tươi. Dù cho Ru đã cố dìm hàng bằng cách đi nhiều lớp nhưng mà không thể phủ nhận là trên nền da trắng thì em này vẫn lên khá là tươi tắn. Trên da ngăm thì màu son mới thật sự ngã về tông trầm và nhìn khá là ngầu ha. Chất son này thì Ru để ý là màu bám dai nhất trong số 4 em Ru swatch ngày hôm nay luôn. Cũng như nếu mà bạn đi nhiều lớp á, thì em son cũng không có bị lợn cợn chỗ đậm chỗ nhạt.
Và bên cạnh đó thì Son có mùi xá xị chương dương, làm cho tôi rất là nhớ về tuổi thơ. Nhìn chung thì ưu điểm của cả 4 em Son đợt này á, đầu tiên là giá tốt vì đang được sale tới 50% luôn tại Watsons. Đó là chưa kể đến như các bạn nhập mã giảm 10% thì tính ra chỉ tầm 118 cho tới 134 ngàn cho một em Son thôi. Tiếp theo nữa là tất cả các em Son xuất hiện trong video này đều hợp trên cả hai tông da, và điều cuối cùng là sắc son trầm cho nên khó lòng mà lỗi mốt ha. Khuyết điểm thì tôi để ý là cả 4 em Son này đều hơi có mùi nè. Và khuyết điểm tiếp theo á, đó là hai em Black Rouge, nếu như mà các bạn đánh nhiều lớp thì sẽ dễ xảy ra cái tình trạng màu đậm màu nhạt nó hơi bị lợn cận một chút. Thành ra mọi người nhớ tán cho đều ha. Rư cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư. Mọi người đừng quên subscribe channel của Rư để tụi mình còn có thể gặp nhau ở các video tiếp theo. Bye!